Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài đầu tiên của chương số 1 về làm quen với vật lý. Bài này giúp cho các em khái quát về môn vật lý cũng như biết được đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của vật lý là gì. Biết được ảnh hưởng của vật lý đối với các môn khoa học khác cũng như là biết áp dụng của nó vào đời sống. Và các em biết được cái phương pháp nghiên cứu trong vật lý. Thì vật lý nó phát triển qua các giai đoạn sẽ gắn liền với các nhà khoa học nổi tiếng. Đầu tiên là cái cha đẻ của phương pháp thực nghiệm, đó là Galileo, là cha đẻ của phương pháp thực nghiệm. Trước đó là những cái dự đoán mà không có tính thực nghiệm thì không thể nào được xem là một cái định luật cũng như là phép biểu đúng được. Do đó người ta phải thông qua cái phương pháp thực nghiệm để kiểm tra cái dự đoán đó. Tiếp theo là thời kỳ phát triển của khoa học cổ điển, đó là Newton. Là người đã tìm ra được cái định luật vạn vật hấp dẫn. Nghĩa là mọi vật sẽ chịu chi phối bởi một cái lực hấp dẫn, bởi một cái trường hấp dẫn. Và Newton cũng là một nhà khoa học về vật lý, cũng là một nhà triết học, cũng như là một nhà toán học rất là vĩ đại. Gắn liền với các định luật của Newton nữa các em, định luật 1 của Newton, định luật 2 và định luật 3 của Newton, các em sẽ được học trong chương số 2 của vật lý. Tiếp theo là nhà vật lý học hiện đại, đó là Einstein. Các em cũng đã nghe rất quen thuộc rồi, là người đã tìm ra được cái thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp, công thức về năng lượng E bằng MC bình phương. Tương đối ở đây là gì? Tương đối về chiều dài, tương đối về thời gian, tương đối về khối lượng. Các em hình dung một chiếc máy bay mà nó bay với vận tốc rất lớn thì các em thấy nó co ngắn lại không? Các em nhìn kích thước của nó sẽ rất là nhỏ nếu muốn bay nhanh. Từ đó sẽ có khái niệm về tương đối thời gian có thể co ngắn lại hoặc là kéo dài ra. Tương đối về khối lượng, nếu vật mà bay với vận tốc rất lớn thì khối lượng của nó lại tăng lên. Đó là những cái thuyết tương đối của Einstein về vật lý học hiện đại. Đó là các nhà khoa học gắn liền với mỗi giai đoạn phát triển của khoa học và công nghệ. Một, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng nghiên cứu vật lý nha các em. Một là đối tượng và mục tiêu. Đối tượng là gì? Vật lý sẽ nghiên cứu về cái gì? Thuật ngữ vật lý có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là physico, tiếng Anh là physics, đúng không? Có nghĩa là kiến thức về tự nhiên. Chúng ta sẽ có kiến thức về tự nhiên, giải thích được một số hiện tượng về tự nhiên. Do đó đối tượng của nghiên cứu là người ta sẽ nghiên cứu về các dạng vận động của vật chất. Nghiên cứu về các dạng vận động của vật chất. Các dạng vận động của vật chất. Và trường nữa các em, và trường và năng lượng. Nghiên cứu các dạng vận động của vật chất và năng lượng. Vật chất ở đây là vật được xem như là vật thể có hình dạng kích thước, dù to hay nhỏ cũng là có hình dạng kích thước. Chất ở đây á, là mình có thể nói về chất rắn, chất lỏng và chất khí. Còn cái thuật ngữ về trường á thì nó sẽ trừu tượng hơn, các em không thể nào nhìn thấy bằng mắt được. Trường ở đây các em đã học về từ trường rồi. Từ trường thì các em học về từ trường là nó tồn tại xung quanh 500 hoặc là xung quanh trái đất để định hướng Bắc Nam, ứng với kia 500 á. Thì nó định hướng Bắc Nam do từ trường. Cũng như từ trường xung quanh dòng điện. Đúng không? Đó là từ trường, nó là một cái môi trường mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Chúng ta chỉ có thấy được cái đường xuất của nó thông qua cái từ phổ chẳng hạn, chúng ta rắc những mặt sắt lên. Thì cái mặt sắt này nó sắp xếp theo cái chiều hướng của từ trường. Thứ hai là các em học về trường hấp dẫn. Cái trường này cũng không thể nào nhìn thấy được. Trường hấp dẫn. Có cái trường này á, thì các vật xung quanh mới bị chi phối bởi lực hút của nhau. Ví dụ như trái đất nó đang hút chúng ta một cái lực, đó chính là lực hấp dẫn của trái đất tác dụng lên mọi vật xung quanh chúng ta. Thì để có tác dụng một cái lực hút này thì xung quanh nó phải có một cái trường. Trường đó là trường hấp dẫn. Hoặc là điện trường. Điện trường ở đâu các em? Điện trường thì chúng ta sẽ học ở chương trình lớp trên nha. Điện trường nó tồn tại xung quanh những cái điện tích. Một cái vật mà tích điện á, âm hoặc tích điện dương mà các em đã học về những cái vật nhiễm điện đó, thì xung quanh nó sẽ có một cái điện trường. Khi chúng ta đặt những cái điện tích khác vào trong cái điện trường này thì lúc này nó sẽ tác dụng lực hút hoặc lực đẩy lên cái điện tích đó.
nếu hai điện tích mà cùng loại đặt gần nhau thì nó sẽ đẩy nhau, và trái dấu nhau thì nó sẽ hút nhau. Đó thì xung quanh cái điện tích đó sẽ có điện trường. Tiếp theo là nghiên cứu về năng lượng. Năng lượng là các em sẽ nghiên cứu về các dạng năng lượng như là năng lượng ánh sáng, đúng không? Ánh sáng nó chiếu vào những tấm pin mặt trời nó sẽ tạo ra điện năng, đúng không? Năng lượng ánh sáng, năng lượng của dòng điện, năng lượng của dòng điện, năng lượng của gì các em? Năng lượng của dòng điện, năng lượng ánh sáng, năng lượng nhiệt, vân vân, rất là nhiều những cái dạng năng lượng mà chúng ta, năng lượng hạt nhân, vân vân, chúng ta sẽ nghiên cứu về sau này. Đó là các dạng vận động vật chất và năng lượng. Còn mục tiêu là gì? Tất nhiên là cái mục tiêu chúng ta khi chúng ta học môn vật lý này là gì? Thì đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức cơ bản về môn vật lý. Mục tiêu là thứ nhất, mục tiêu này là chúng ta có kiến thức cơ bản về vật lý, kiến thức phải kỹ năng cơ bản về vật lý. Sau khi chúng ta có kiến thức rồi, chúng ta vận dụng những kiến thức và kỹ năng này để chúng ta sẽ khám phá, tìm hiểu, phát triển những cái vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống. Chúng ta vận dụng, có kiến thức để chúng ta vận dụng để giải quyết các vấn đề trong đời sống. Cũng như là trong học tập. Chưa? Khi mà chúng ta có kiến thức cũng như chúng ta vận dụng được, chúng ta sẽ biết được cái năng lực. Chúng ta sẽ có được năng lực, nhận biết được cái năng lực sở trường. Từ đó mình sẽ nhận biết được cái năng lực của chúng ta. Nhận biết được năng lực. Năng lực sở trường và biết định hướng được nghề nghiệp. Chúng ta có yêu thích nó hay không? Chúng ta có nên học cho thật giỏi nó hay không? Để phục vụ cho cái mục tiêu chúng ta sau này có đi theo cái môn khoa học cơ bản này hay không? Thì đầu tiên chúng ta giải quyết tốt là trong học tập trước đã, đúng không? Còn về cái nghiên cứu về sau này thì các em có đam mê nó hay không nữa, đúng không? Rồi chúng ta biết được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vật lý này nó phát triển qua các giai đoạn. Thì quá trình phát triển của vật lý nó sẽ trải qua một số giai đoạn. Là năm 350 trước công nguyên á, thì Aristotle là một nhà triết gia, là một người có rất là giỏi, có nghĩa là có rất là nhiều kiến thức sâu rộng. Ông cho rằng vật nặng nó lại rơi nhanh hơn vật nhẹ. Bình thường khi chúng ta chưa học chúng ta cứ nghĩ rằng cái vật nặng nó sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ. Đó là cái dự đoán thôi. Bây giờ mình phải có cái gì đó mình kiểm tra nó có đúng hay không. Có thể kiểm tra bằng phương pháp lý thuyết hoặc là kiểm tra bằng phương pháp thực nghiệm. Ở đây ông không có đưa ra một cái lý thuyết nào, cũng không có một cái thực nghiệm nào cả. Do đó là đến năm 1600 á, đúng không, thì Galileo đã làm thí nghiệm tại tháp nghiêng Pisa. Tháp này có chiều cao nó cũng là khá cao và nó bị nghiêng một bên. Thì ông thả hai cái vật có kích thước giống nhau, nhưng mà một vật bằng sắt rất là nặng, một vật bằng gỗ rất là nhẹ. Thì hai vật, phải nhớ là hai vật có kích thước giống nhau để bỏ qua cái lực cản không khí. Nghe lực cản không khí nó tác dụng lên hai vật phải giống nhau. Thì thả nó chạm đất cùng lúc trước cái sự chứng kiến của rất nhiều người. Từ đó rằng cái phương pháp thực nghiệm đã ra đời. Là người đã là cha đẻ của cái phương pháp thực nghiệm đó là Galileo. Đến năm 1687, những cái thời khắc này các em có thể không cần phải nhớ đâu nha. Mình chỉ nhớ được các giai đoạn phát triển thôi, sơ qua thôi, chứ còn mình thuộc thì rất là khó thuộc. Còn em nào mà muốn thuộc thì các em phải đọc nhiều nha. Newton đã công bố cái nguyên lý toán học của triết học tự nhiên. Cái thời kỳ này là cái thời kỳ cơ học cổ điển ra đời. Tiếp theo là Joule. Joule là người tìm ra định luật nhiệt động lực học. Từ nhiệt nó biến thành cơ học, vì thế làm cho xe chuyển động. Từ đó phát minh ra như động cơ hơi nước chẳng hạn. Đó là một thời kỳ phát triển
của các động cơ nhiệt. Dựa vào nhiệt có thể đun sôi nước, nước nóng lên bay hơi làm quay tuabin, hoặc là làm cho cái động cơ nó sẽ hoạt động thông qua cái nhiệt này. Và cái cách mạng khoa học công nghệ lần thứ hai đó là định luật về cảm ứng điện từ là định luật của Faraday. Các em sẽ được học ở lớp 11 là hiện tượng cảm ứng điện từ, nghĩa là có từ trường mà biến thiên á, thì nó sinh ra một cái dòng điện cảm ứng, nhờ đó mà có thể phát ra điện. Hiện nay các em thấy là những cái nhà máy thủy điện hoặc là những cái nhà máy nhiệt điện thì thông qua là sự biến đổi từ trường biến thiên sinh ra dòng điện cảm ứng. Tiếp theo là năm 1900 là Planck. Planck là người xây dựng ra thuyết điện tử, nghĩa là ánh sáng không chỉ thể hiện tính chất sóng mà nó còn thể hiện tính chất hạt. Nghĩa là ánh sáng các em nhìn bằng mắt thường các em không thấy cái hạt gì cả, đúng không? Nhưng mà bản chất của nó là có tính chất hạt. Một chùm sáng nó chiếu tới mắt ta, nghĩa là một chùm hạt nó chiếu vào mắt ta. Rõ ràng là các em không thấy cái hạt ở đâu, đúng không? Nhưng mà nó là một chùm hạt. Chùm hạt này là một cái chùm có năng lượng, hay gọi là lượng tử ánh sáng đó. Nó có một cái năng lượng gọi là năng lượng ánh sáng. Và năng lượng ánh sáng này được tính bằng công thức, sau này các em sẽ học lớp 12. Năng lượng ánh sáng bằng HC chia lambda. Đó, H là gọi là hằng số Planck đó, để vinh danh cho nhà khoa học này. Tiếp theo là đến năm 1905 á, là Einstein là người xây dựng ra những thuyết tương đối. Có nghĩa là vận tốc cũng có tính tương đối. Ví dụ chúng ta đang ngồi đây, người ta nói là mình đang ngồi yên, đứng yên. Nhưng mà thực chất là những người quan sát khác thấy chúng ta đang chuyển động. Ví dụ chúng ta đang đứng ở mặt trăng thì chúng ta thấy rằng người ta sẽ thấy rằng mình đang chuyển động. Tuy là mình đang ngồi học, nhưng mà mình đứng yên so với trái đất, nhưng mà lại mình lại chuyển động so với mặt trăng. Do đó là cái vận tốc cũng có tính tương đối. Từ đó có thể suy ra được nhiều cái trường hợp khác như là thời gian cũng có tính tương đối. Các em có nghe cái nghịch lý anh em sinh đôi chưa? Hai người mà sinh ra cùng một lúc, nhưng một người chuyển động với vận tốc ánh sáng và một người đang ngồi yên, thì sau khoảng là vài năm sau thì một người dưới đây đã già rồi, còn trong khi người đang ở trên con tàu vũ trụ chuyển động với tốc ánh sáng vẫn còn trẻ như thế, chỉ mất ra vài phút thôi. Đó gọi là nghịch lý anh em sinh đôi đó. Rồi tiếp theo là năm 1958 là ra đời cái lý thuyết và thực hành về mạch IC. Mạch này là mạch IC. Còn những con IC này là con tích hợp. Thay vì một cái máy tính ngày xưa á, là một cái CPU á, nó có thể là to bằng một cái tòa nhà, hay là to bằng cái nhà chúng ta đang ở đó. Một cái CPU máy tính thôi, nó như đó. Nhưng bây giờ nó tích hợp lại, nó còn một xíu thế này các em. Tích hợp lại trong một con linh kiện, đó là IC. IC rất là nhiều loại IC nha. Sau này các em học ở kiến thức đại học chúng ta mới nghiên cứu về IC, còn kiến thức về phổ thông thì chúng ta không học vào đó nha. Đó là IC, là những con mạch tích hợp lại từ một cái khối máy rất lớn cỡ hàng cả tòa nhà, nhưng mà nó tích hợp lại nó bằng một cái miếng, bằng một mẫu nhỏ, bằng một cái hình vuông nhỏ xíu thôi. Và mạch tích hợp IC đó là các giai đoạn phát triển của cái môn vật lý. Chúng ta cũng coi như là chúng ta xem qua, chúng ta hình dung được cái giai đoạn phát triển đó. Còn để đi sâu vào, để hiểu vào những cái năm đó nó như thế nào thì các em nên phải tra. Các em phải tra những cái nhà vật lý này để các em hiểu sâu hơn nhé. Khái quát của nó thôi. Tiếp theo là các em tìm hiểu về vai trò của vật lý đối với khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Đầu tiên là vật lý có cái mối quan hệ với các ngành khoa học và được coi là cơ sở của khoa học tự nhiên. Nó có vai trò với mọi ngành khoa học luôn, và thường là cơ sở của môn khoa học tự nhiên. Các khái niệm cũng như các định luật, các nguyên lý vật lý được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của khoa học tự nhiên, đặc biệt là trong việc giải thích cái cơ chế của hiện tượng tự nhiên. Từ các hiện tượng xảy ra trong cũng như trong thế giới sinh học, cũng như là các phản ứng hóa học liên quan tới va chạm, đến các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ luôn. Tại sao anh lại có ánh sáng từ các một ngôi sao? Có những ngôi sao lại phát sáng, có những ngôi sao lại không phát sáng. Bản chất nó không phải là nó là một vật luôn phát sáng. Các em thấy rằng các ngôi sao nó sáng trên bầu trời á, chưa hẳn nó tự phát sáng. Và nó cũng có thể là giống như là một cái mặt trăng vậy, khi mà bị ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó mới phát sáng. Người ta gọi là vật sáng. Đó, các em sẽ biết được những cái vũ trụ chúng ta ha. Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng xuất hiện nhiều lĩnh vực như môn sinh vật lý sinh học này, vật lý mà liên quan tới sinh học nữa. Tất nhiên trong sinh học nó sẽ gắn liền với vật lý, hoặc là vật lý địa lý,
vật lý là liên quan tới địa lý nữa, van trắc vân vân, biết được cái dự đoán được áp thấp nhiệt đới vân vân tùm lum tà la hết, rất là nhiều. Vật lý thiên văn, chúng ta nghiên cứu về các vì sao ở xa, nghiên cứu về các hành tinh vân vân, hóa lý này, toán lý nữa các em, sinh học lượng tử này, hóa học lượng tử rất là nhiều, rất là nhiều, tại vì nó gắn liền với các môn học khác. Vậy là vai trò của vật lý là gì? Hai, vai trò của vật lý, thứ nhất là nó có liên quan, vật lý có liên quan đến mọi ngành khoa học luôn, liên quan đến mọi ngành khoa học. Ở đây các em có thể liệt kê ra như sinh học, toán học, địa lý, vân vân, như là sinh học, toán học, rồi hóa học, vân vân, rất là nhiều. Các em có thể liệt kê ra rất là nhiều môn. Nhiều lúc nó còn liên quan tới sử học nữa các em. Đừng nói sử học là không có. Chúng ta muốn biết được một cái mẫu xương đó nó đã tồn tại bao nhiêu năm thì chúng ta cũng phải có kiến thức về vật lý để chúng ta đo được cái tuổi của cái mẫu xương đó thông qua cái vật lý hạt nhân. Chúng ta biết được cái mẫu xương đó nó tồn tại bao nhiêu năm. Và người ta dựa vào những cái mẫu xương đó người ta có thể lắp ráp lại, chúng ta có thể mô hình hóa lên được cái kích thước của con vật. Đó là liên quan đến không? Thứ hai là vật lý là cơ sở của khoa học công nghệ. Chúng ta muốn giải thích hoạt động, nguyên lý hoạt động của một cái máy nào đó đang hoạt động, hay là một cái vi tính, màn hình vi tính, hay là tivi, hoặc là điện thoại, chắc chắn là cơ sở của khoa học công nghệ rồi. Vật lý là cơ sở của công nghệ luôn. Công nghệ chúng ta hiện nay, công nghệ 4.0, đúng không? Nó liên quan tới như là robot luôn rồi, thời kỳ của robot, đúng không? AI đó. Những cái mặt nghiên cứu những chắc chắn là liên quan đến vật lý là không thể nào không? Có thể khẳng định rằng không có các ngành có thành tựu, nếu mà không có các thành tựu, khẳng định luôn các em, có thể khẳng định luôn, nếu mà không có thành tựu của nghiên cứu vật lý thì không bao giờ có công nghệ được, đúng không? Không bao giờ có công nghệ được. Ví dụ chúng ta có cái màn hình tivi, chúng ta có cái đồ mốt đó, điều khiển từ xa, chắc chắn là phải có những thành tựu nghiên cứu về sóng điện từ, về năng lượng điện từ, điện trường từ trường, vân vân, thì mới có được những thiết bị hiện đại chúng ta sử dụng ngày nay, đúng không? Hay là những cái ngày xưa là những cái động cơ hơi nước, máy hơi nước của Jambat này, máy hơi nước này sáng chế vào năm 1765 dựa vào kết quả nghiên cứu nhiệt ha, về nhiệt của vật lý, đã khởi đầu cho bước cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ nhất. Các em nhớ nha, máy hơi nước này nghiên cứu về nhiệt, cách mạng khoa học công nghệ lần thứ nhất, nó thay thế cho cơ bắp bằng sức lực của máy móc. Thay vì chúng ta dùng tay chúng ta quay thì chúng ta dùng cái nhiệt này, chúng ta tạo ra động cơ nó quay, động cơ hơi nước luôn đó. Hãy nêu một số thiết bị ứng dụng của kiến thức về nhiệt. Rất là nhiều kiến thức, là một số thiết bị có ứng dụng về kiến thức về nhiệt học. Đầu tiên các em hãy tìm những cái động cơ hơi nước như là nhà máy nhiệt điện á. Nhà máy nhiệt điện hiện nay là người ta sẽ đốt những nhiên liệu hóa thạch như là xăng dầu hoặc là than củi, than đá để tạo nhiệt, để làm quay tua bin và phát ra điện. Thì những cái nhà máy nhiệt điện đó nha, nhà máy nhiệt điện đó các em, hoặc là những cái động cơ chạy bằng hơi nước, về thiết bị ứng dụng hiện nay chúng ta có thể thấy rằng á, đầu tiên là các em thấy rằng là nồi cơm điện chúng ta cũng là dựa vào thiết bị nhiệt, đúng không? Nồi cơm điện hay là bếp từ, nồi áp suất chẳng hạn, đó, vân vân. Các em có thể nêu rất là nhiều những cái thiết bị mà đang có ứng dụng kiến thức về nhiệt học. Theo em thì sử dụng máy bơm nước, máy hơi nước nói riêng và các động cơ nhiệt á nói chung có những hạn chế nào? Thì hạn chế của những cái động cơ nhiệt cũng như là máy hơi nước thì chắc chắn là về hiệu suất của nó không cao. Tại vì khi mà nhiệt nó nóng lên nó sẽ tỏ ra môi trường xung quanh rất là nhiều rồi, hiệu suất không cao, và cái nhiệt này nó không cung cấp đồng đều,
nó không thể nào bằng động cơ động cơ điện hoặc là những cái động cơ nào nó ổn định được, đúng không? Nghĩa là hiệu suất thấp. Hiệu suất thấp. Đấy. Nó hoạt động không có ổn định đó các em, nên hiệu suất nó sẽ thấp. Đúng không? Thứ hai là nó cũng có thể gây ra ô nhiễm môi trường nữa các em. Ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường. Tại vì những cái việc mà nó mình đốt bằng những cái nhiên liệu hóa thạch thì nó sẽ gây ra khí thải nhà kính vân vân. Nói chung là ô nhiễm môi trường. Cho ô nhiễm môi trường. Và nó có thể bị cạn kiệt. Có nghĩa là cái nhiên liệu này có thể cạn kiệt theo thời gian. Nó là nhiên liệu hóa thạch mà mình sử dụng những cái máy mà chạy bằng hơi nước mà chúng ta dùng bằng cung cấp nhiệt á. Thay vì những động cơ điện hiện nay người ta tạo ra những nhà máy điện hạt nhân, mục đích cũng là thay thế nhiên liệu, chứ không nếu chúng ta dùng xăng dầu hồi nó cũng hết thôi, nó cũng cạn kiệt theo thời gian. Nhờ việc khám phá ra những hiện tượng cảm ứng điện từ, nhà vật lý Faraday, các em nhớ khúc này nha, đã sau này là các máy phát điện ra đời, đã các em ha, máy phát điện ra đời là do một cái hiện tượng vật lý, đó là hiện tượng cảm ứng điện từ, nghĩa là có từ trường biến thiên thì sinh ra dòng điện. Mở đầu cho kỷ nguyên sử dụng cái gì, sử dụng điện năng của nhân loại và là một trong những cơ sở của sự ra đời của cách mạng khoa học công nghệ lần thứ hai. Nhớ nha, cách mạng khoa học công nghệ lần thứ hai là gắn liền với hiện tượng cảm ứng điện từ. Còn cách mạng công nghệ lần thứ nhất là liên quan tới nhiệt, những các nghiên cứu về nhiệt học. Vì thế mà nó phục vụ điện năng sản xuất trong đời sống. Vì thế những cái máy điện chạy bằng điện chẳng hạn thì nó luôn ổn định hơn, hiệu suất nó cao hơn so với những cái động cơ mà nó còn gây ô nhiễm môi trường. Còn những cái phần điện nó ít gây ô nhiễm môi trường hơn. Theo em thì sử dụng động cơ có những ưu điểm vượt trội hơn so với máy hơi nước. Chắc chắn động cơ nó sẽ có hiệu suất cao hơn. Hiệu suất cao nghĩa là nó hoạt động ổn định hơn, hiệu suất cao hơn. Thứ hai là gì? Có thể là ít ô nhiễm môi trường. Ít gây ô nhiễm môi trường. Các em có thể nêu thêm đó là cái thiết bị nó sẽ nhỏ gọn hơn. Tại vì khi mà động cơ mà chạy bằng hơi nước thì chắc chắn thiết bị nó phải cồng kềnh. Nó phải chứa một lượng nước, phải đủ nước, phải có nhiều nước. Đúng không? Thiết bị nó cồng kềnh. Hoặc là có thể là dựa vào cái hiện tượng là bay hơi sau đó ngưng tụ. Để lấy cái nước bay hơi xong ngưng tụ lại cho chuyển nước như thế. Thì chắc chắn cái động cơ của nó sẽ cồng kềnh, phức tạp hơn. Cơ chế của các phản ứng hóa học để giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của vật lý. Bây giờ những cái phản ứng hóa học á, cơ chế của các phản ứng hóa học thì các em biết là các phản ứng hóa học thì nếu nó xảy ra phản ứng thì nó phải va chạm với nhau. Có những phản ứng nó phải có nhiệt độ, không? Nó có áp suất, nó phải có xúc tác. Nghĩa là tất nhiên là đầu tiên là thuộc lĩnh vực vật lý là liên quan tới là về cơ học, nghĩa là liên quan tới là sự va chạm giữa các phân tử. Sự va chạm giữa các phân tử hoặc nguyên tử với nhau. Tại vì các nguyên tử phân tử là chuyển động không ngừng, chuyển động một cách hỗn loạn không ngừng. Vậy là nó dựa vào cái lĩnh vực nghiên cứu vật lý là liên quan tới cơ học, liên quan tới va chạm nha. Liên quan tới các va chạm. Đúng không? Nó va chạm hiệu quả nó mới gây ra phản ứng hóa học. Còn nếu nó không va chạm, không tiếp xúc với nhau thì làm gì có phản ứng. Đó là những cái va chạm. Kiến thức về từ trường trái đất được dùng để giải thích đặc điểm nào của chim di trú. Thì các em biết rằng cái loại chim di trú này nó có một cái đặc tính rất là đặc biệt. Loại chim này coi như những khối 500 di động ấy. Cơ thể của nó có một cái tính chất rất là đặc biệt, nó giống một cái 500 di động vậy các em. Vì thế do từ trường trái đất nó sẽ định hướng cho cái loại chim này. Nó sẽ bay theo hướng Bắc Nam. Chim nó sẽ bay theo đúng hướng Bắc Nam.
Còn những cái nơi nào mà có sự nhiễu loạn về từ trường á, từ trường không ổn định, nó gây ra có thể bởi những yếu tố bên ngoài, làm cho nó sẽ còn những con chim nó bị lệch hướng, nó không bay đúng cái chiều của nó nữa. Rồi, chim nó bị lẹp 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 bầy đó là do cái hướng của từ trường nó không ổn định. Tại vì những cái khu vực, có những khu vực á từ trường nó không được ổn định đâu các em, nó không có đúng hướng bắc nam nha. Vậy là cơ chế của chim á, loại chim di trú này á, là những loại chim nó có cái đặc tính rất là đặc biệt. Nó là một khối 500, giống như là khối 500 di động, nó giống như một kim 500 vậy, luôn định hướng bắc nam. Vì thế mà chim có thể đi đúng hướng của nó. Chỉ khi nào nó đi bị lạc hướng là do bị từ trường ở nơi đó bị nhiễu loạn, hoặc là từ trường nó bị mất đi tại vì nơi đó. Vì thế mà chim nó có thể bị lạc bầy. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích vào định luật vật lý nào của Newton? Rõ ràng cái định định luật vật lý này các em chưa được học, đó định luật vạn vật hấp dẫn. Nghĩa là sự tương tác giữa các hành tinh với nhau là do lực hấp dẫn. Không? Nó làm cho các vệ tinh chuyển động. À, ví dụ như trái đất tại chuyển động xung quanh mặt trời là do lực hấp dẫn, cũng như các hành tinh khác như là kim tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mộc tinh, vân vân, nó đều quay xung quanh trái đất, xung quanh mặt trời, do đó nó chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn. Hãy nêu thêm một ví dụ về việc dùng kiến thức vật lý để giải thích hiện tượng tự nhiên mà em đã học. Thì các em có thể nêu ra một cái hiện tượng và các em dùng để em giải thích. Ví dụ như tại sao cái đũa khi em bỏ vào trong cái đưa thằng cái đũa vào trong cái bề mặt trong cốc nước, thì lúc này cái đũa nó bị gãy khúc. Thì em có thể dựa vào hiện tượng là khúc xạ ánh sáng, hoặc là ánh sáng em thấy hiện tượng cầu vồng, nó là dựa vào hiện tượng là tán sắc ánh sáng, vân vân. Hoặc là dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện để đun nóng, đun sôi nước, nghĩa là dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện. Rất là nhiều, các em có thể nêu ra một vài cái tác dụng của cái kiến thức của vật lý để giải thích một số hiện tượng mà em đã học. Hiện tượng tự nhiên ha, hiện tượng tự nhiên ha. Ví dụ như em nhìn lên bầu trời á, là các em thấy rằng những cái lúc mà quang đãng, em thấy rằng ở trên bầu trời nó có màu xanh lục đúng không, màu xanh, đó là do hiện tượng là ion hóa của chất khí. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đám khí thì nó sẽ phát ra những cái ánh sáng màu xanh đó, các em nhìn thấy cái bầu trời nó màu xanh như vậy, vân vân. Đó là một số hiện tượng mà các em phải dùng vật lý để giải thích nha. Các em nhìn vào nhà máy thủy điện Hòa Bình, đây là trong đây vừa ứng dụng của tác dụng hiện tượng cảm ứng điện từ, là tuabin nó quay ở dưới, nó có tuabin nước nó chảy xuống, nó làm cho bộ phận nó quay. Quay thì nó gắn với 500, 500 sẽ xoay, 500 xoay từ trường biến thiên qua cuộn dây, xung quanh cuộn dây sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng, vì thế mà phát ra điện và được truyền tải đi xa. Hoặc là dây chuyền sản xuất ô tô tự động dựa vào những con robot, không? Những công nghệ hiện đại như robot tự động mà làm thôi, mình không cần phải có con người động tay vào, con người còn chỉ có điều khiển thôi là được. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào năm 70 của thế kỷ 20, đặc trưng là cái mô hình tự động hóa của quá trình sản xuất, xây dựng các dây chuyền sản xuất tự động, cũng là nhờ có những thành tựu nghiên cứu về điện tử này, chất bán dẫn, vi mạch, cơ vật lý áp dụng vào công nghệ ô tô, dây chuyền sản xuất hiện đại. Hiện như cái xe dây chuyền sản xuất như băng chuyền tự động mà di chuyển thôi, bằng cách là ứng dụng của vật lý vào. Em hãy kể một số cái nhà máy tự động hóa quá trình sản xuất ở nước ta. Thì quá trình sản xuất cái này có thể là sản xuất điện năng, hoặc là sản xuất đồ dùng trong công nghiệp thông qua những cái băng chuyền tự động ở các sân bay, ở các nhà máy sản xuất phân bón, hoặc là ở nhà máy sản xuất ô tô, xe máy vân vân. Nó đều có những cái bộ phận là tự động hóa quá trình sản xuất, không? Hoặc là các em thấy rằng ở trong nhà máy thủy điện hoặc là nhà máy nhiệt điện luôn luôn có những cái bộ phận điều chỉnh tự động hóa cái quá trình, chúng ta chỉ cần là điều khiển thôi, không? Thì cái này các em có thể liệt kê ra rất là nhiều. Hầu hết là các băng chuyền ở các nhà máy, những cái nơi sản xuất phân bón này, hoặc là sản xuất xi măng, hoặc là những cái nơi mà sản xuất ra những cái phương tiện như là ô tô, xe máy, đó là đều là hoạt động một cách tự động hóa luôn.
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư này được coi là bắt đầu của vào thế kỷ 21, với tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Đặc trưng là gì? Đặc trưng ở đây là cuộc cách mạng này là liên quan tới sử dụng trí tuệ nhân tạo này, dùng robot này, hoặc là internet toàn cầu luôn, công nghệ vật liệu siêu nhỏ là nano, hàng nanomet rất là nhỏ, sự xuất hiện từ bóng đèn thông minh này, điện thoại thông minh này, đến nhà ở thông minh luôn, nhà máy thông minh, tất cả đều dựa trên những thành tựu của nghiên cứu vật lý hiện đại. Đấy. Cái vai trò tiếp theo là vật lý trong sự phát triển của các công nghệ, là nó có vai trò của vật lý là trong sự nó có vai trò của vật lý là trong sự phát triển, là cơ sở của công nghệ, là sự phát triển, sự phát triển của các công nghệ, sự phát triển của các của công nghệ nêu trên cho thấy sự ảnh hưởng to lớn đối với các cuộc đến cuộc sống con người, vai trò của vật lý trong sự phát triển của các công nghệ, sự phát triển của các công nghệ. Nếu mà không có cơ sở công nghệ rồi thì hiển nhiên vật lý nó có vai trò đến sự phát triển của các công nghệ nữa. Các công nghệ nó càng phát triển lên, vật lý nó sẽ ảnh hưởng vào. Đúng không? Bây giờ robot thì hiển nhiên phải có robot thông minh hơn, càng ngày nó phải càng thông minh hơn. Vi tính thì hàng ngày nó phải vi tính cấu hình nó phải mạnh hơn, chất lượng hơn, tốt hơn. Đúng không? Đó. Tuy nhiên á, việc ứng dụng của Nga thành tựu vật lý vào trong công nghệ nó không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại đâu, mà nó còn gây ra ô nhiễm môi trường sống nữa các em. Nó còn hủy hoại hệ sinh thái, có thể hủy diệt luôn cả vũ trụ chúng ta nếu mà tạo ra những cái vụ nổ bom nguyên tử như thế này. Hiện tại đang chiến tranh thế giới, đúng không? Có nghĩa là chiến tranh giữa Ukraine và Nga các vị. Nếu mà xảy ra những cái chiến tranh bằng hạt nhân, bằng những cái vũ khí hạt nhân, thì chắc chắn là thế giới của chúng ta sẽ bị ngập tràn trong một cái bầu ô nhiễm phóng xạ, có thể là hủy diệt nhân loại chúng ta luôn nếu mà chiến tranh hạt nhân xảy ra. Chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra giữa các nước phát triển, chắc chắn là bom nguyên tử là đang cấm để mà cấm trong chiến tranh sử dụng cái này. Nếu chúng ta sử dụng cái này thì rất là hệ lụy, là có thể các nước sẽ đấu đá lẫn nhau, đánh lẫn nhau bằng cái bom nguyên tử này. Bây giờ em hãy nêu một số mà hãy nêu mối liên hệ giữa các lĩnh vực vật lý đối với một số dụng cụ gia đình mà em sử dụng này, em liệt kê ra nhiều lắm nha. Tivi này, điện thoại, nồi cơm điện, nồi áp suất, vân vân, rất là nhiều, các em có thể tự nêu ra một số dụng cụ trong gia đình mà chắc chắn gắn liền với lĩnh vật lý, đồ mốt phục vụ điều khiển từ xa. Hãy nói về ảnh hưởng của vật lý đối với số lĩnh vực như giao thông vận tải này. Bây giờ trong giao thông vận tải thì ảnh hưởng vật lý là gì? Em thấy không, để mà xe đi đúng tốc độ thì người ta phải dùng những cái máy bắn tốc độ này, hoặc là có thể sử dụng những cái bộ phận để kiểm tra nồng độ cồn này. Còn thông tin liên lạc thì các em đã biết rồi, đúng không? Dựa vào lĩnh vật lý liên quan tới sóng điện từ này, thông tin vô tuyến đó, sóng điện từ, về năng lượng, du hành vũ trụ, nó đều là mình sưu tầm hình ảnh thôi, mình có thể lấy một cái hình ảnh nào đó. Du hành vũ trụ chắc chắn là phải có tín hiệu liên lạc giữa các phi hành gia cũng như là những người ở trên mặt đất liên lạc với nhau bằng thông tin, có thể bằng sóng điện từ, bằng vô tuyến, bằng vân vân, bằng chức năng là radar, điện thoại gì đó, có thể liên lạc với nhau. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường và hủy hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa phương mình. Ô nhiễm môi trường chắc chắn là ở từ những nhà máy công nghiệp, nó phát thải ra những khí mà trong quá trình sản xuất nó sẽ tạo ra môi trường, nó sẽ gây ra ô nhiễm môi trường. Hủy hoại hệ sinh thái có thể dùng là những máy kích điện, người ta đi rà điện, người ta kích điện là chích cá đó, người ta gọi là kích điện đó, thì hủy hoại cái hệ sinh thái của chúng ta. Ngoài chúng ta bắt được một con cá lớn rồi, tuy nhiên những cái hệ sinh thái khác, những loài sinh vật khác sẽ bị chết đi sau những cái cú kích điện đó, cũng là một trong những cái vấn đề mà ứng dụng của điện, ứng dụng của khoa học vật lý liên quan tới cái hệ sinh thái. Các em có thể tự nêu ra rất là nhiều nha.
ở địa phương của mình á, mình thấy những cái vấn nạn ô nhiễm nào em nêu ra. Rồi chúng ta đi qua cái phần quan trọng tiếp theo, đó là phương pháp nghiên cứu như thế nào. Ba là phương pháp nghiên cứu vật lý. Đấy. Ở đây các em nắm đối tượng, mục tiêu, vai trò và phương pháp nghiên cứu vật lý. Ở đây nó có nêu phương pháp thực nghiệm trước. Tất nhiên là một cái dự đoán, tại sao cũng là một cái dự đoán để chúng ta đưa ra. Ví dụ như Aristotle đưa ra dự đoán là chỉ là dự đoán thôi, có thể khẳng định rằng vật nặng nó lại rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng thì rơi càng nhanh, nhưng mà cái dự đoán nó là không chính xác. Vì thế mà có cái phương pháp thực nghiệm ra đời. Galileo đã tiến hành thực nghiệm ha. Thì quan điểm là sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau, vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ. Còn khi mà thực nghiệm thì thấy rằng vật nặng và vật nhẹ đều rơi nhanh như nhau. Trong trường hợp này nếu mà rơi trong không khí thì ba thì cái vật nặng này, hai vật nặng nhẹ thế này, vật kích thước lớn nó sẽ rơi chậm hơn vì lực cản lớn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta thí nghiệm trong môi trường chân không là môi trường hút hết không khí ra, không còn lực cản nữa, thì hai vật nặng nhẹ rơi nhanh như nhau. Dù một quả bóng hoặc là một chiếc lông chim, nếu hút hết không khí bên trong ra, chúng ta thả rơi tự do thì hai vật sẽ chạm đất cùng lúc. Cái kiến thức này chúng ta cũng sẽ được học trong cái chương số 2 về vật lý lớp 10. Vậy là chúng ta phải đưa ra một phương pháp, đó là phương pháp thực nghiệm. Phương pháp đầu tiên là phương pháp thực nghiệm nha các em. Phương pháp thực nghiệm. Trong phương pháp nghiên cứu vật lý thì chúng ta có phương pháp thực nghiệm, là chúng ta tiến hành thực nghiệm để kiểm tra cái dự đoán đó. Để dùng phương pháp thực nghiệm, các em sẽ tuân thủ theo các bước sau. Bước 1 là các em phải xác định vấn đề cần nghiên cứu. Nghĩa là chúng ta sẽ xác định vấn đề là vật nặng nó có phải là rơi nhanh vật nhẹ hay không. Nghĩa là khi mà chúng ta nghiên cứu về một cái định luật, hoặc là nghiên cứu về một hiện tượng vật lý, trước tiên các em phải xác định vấn đề nghiên cứu. Xác định vấn đề nghiên cứu, một là chúng ta xác định vấn đề cần nghiên cứu. Viết tắt một xíu nha. Đó, xác định vấn đề cần nghiên cứu. Bước 2. Sau khi chúng ta xác định nghiên cứu rồi, chúng ta đi quan sát, chúng ta quan sát, thu thập thông tin. Bước 2 là chúng ta bằng những cái quan sát hàng ngày. Ông đã thấy rằng khi trời mưa những giọt nước á, nghĩa là ông quan sát trước. Mới quan sát và mới đưa ra thực nghiệm nha. Quan sát những giọt mưa dù to hay nhỏ đều rơi xuống xuống đất như nhau. Cũng giống như là khi có tuyết rơi thì những hạt tuyết to hay nhỏ cũng rơi xuống như nhau. Đó là cái quan sát hàng ngày, chúng ta thu thập thông tin đó. Từ những quan sát đó thì Galileo đưa ra dự đoán. Quan sát xong đưa ra dự đoán, sự rơi nhanh hay chậm nó không phụ thuộc vào vật nặng hay vật nhẹ. Bởi vì ở bước quan sát là thấy rằng hạt mưa to hoặc hạt mưa nhỏ đều chạm đất cùng lúc. Từ đó đưa ra những cái dự đoán trước nha. Đây là dự đoán là sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ. Bước 2 là chúng ta đi quan sát thu thập thông tin. Quan sát này, thu thập dữ liệu đó, thông tin liên quan đến cái vấn đề nghiên cứu. Bước 3 chúng ta đưa ra dự đoán. Đưa ra dự đoán có phải là nó rơi, vật nặng rơi nhanh, vật nhẹ rơi chậm hay không. Đưa ra dự đoán ở đây là dự đoán sau khi thu thập thông tin là các vật nặng nhẹ đều rơi nhanh như nhau. Đó là dự đoán. Dự đoán này theo quan điểm của Aristotle là đã như thế này. Có thể là Aristotle bị thiếu giai đoạn thứ hai là thu thập dữ liệu. Chỉ dựa vào cái sự hiểu biết của mình đưa ra cái dự đoán một cách là không qua quan sát nhiều, cũng là thấy rằng mình cảm giác như là vật nặng nó rơi nhanh hơn vật nhẹ. Nhưng bây giờ em chưa học thì các em cũng suy nghĩ rằng chắc chắn vật nặng nó rơi nhanh hơn vật nhẹ, đúng không? Có đó là dự đoán của mình thôi. Tư duy của mình, tư duy nhận biết, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Rõ ràng ai cũng nói là vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Thì hiển nhiên em nghe như thế thì em nói đúng rồi, thế nhiên nặng hơn nó rơi nhanh hơn đó. Đó là chỉ là dự đoán, hay mà dự đoán là bị sai. Sau khi mà trước khi mà tiến hành thí nghiệm thì Galileo đã thu thập được những dữ liệu đó, bằng chứng đó. Từ đó ông sẽ đưa ra dự đoán. Dự đoán là rơi nhanh hay chậm nó không phụ thuộc vào cái vật nặng hay vật nhẹ. Khác với Aristotle thì chỉ dừng lại ở việc suy luận thôi. Galileo nghĩ ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.
Vậy là bước tiếp theo là chúng ta phải làm thí nghiệm để kiểm tra điều đó. Làm thí nghiệm kiểm tra gì đó. Trong quá trình làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán á, nếu mà cái dự đoán bị sai, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện dự đoán bị sai, nghĩa là chúng ta kiểm tra dự đoán mà nó không đúng với dự đoán, chúng ta phải xoay lại, quay lại cái bước mà đưa ra dự đoán. Chúng ta phải quay lại đưa ra cái bước mà đưa ra dự đoán. Nè, ông cho rằng nếu dùng thí nghiệm chứng minh được hai vật nặng nhẹ rất khác nhau đều rơi nhanh như nhau thì sẽ bác bỏ được ý kiến của Aristotle. Ông cùng học trò của mình mang lên tháp nghiêng không pizza hai quả cầu kim loại, quả to nặng gấp 2 lần, gấp 10 lần quả nhỏ và thả hai quả cầu cùng lúc trước chứng kiến của hàng trăm người dân ở phố pizza. Cả hai đều rơi nhanh như nhau cùng chạm đất một lúc. Thí nghiệm đã chứng tỏ rằng Galileo đúng, sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ. Vậy là phương pháp mà Galileo dùng ở trên gọi là phương pháp thực nghiệm. Galileo được coi là cha đẻ của phương pháp này và sơ đồ phương pháp thực nghiệm được mô tả ở đây. Trong quá trình kiểm tra thí nghiệm mà dự đoán bị sai, chúng ta phải quay ra lại, chúng ta đưa ra dự đoán khác. Dựa vào sự thu thập thông tin và xác định vấn đề nghiên cứu, chúng ta đưa ra dự đoán khác. Sau khi đưa ra dự đoán mà chúng ta đi kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm, nếu sai lại quay về, còn nếu đúng với những dự đoán chúng ta đưa ra thì chúng ta lại tiếp tục đưa ra kết luận. Đưa ra kết luận của cái vấn đề cần nghiên cứu đó. Có 5 bước như vậy. Rồi, bước cuối cùng là chúng ta đưa ra kết luận. Nếu mà dự đoán là đúng thì chúng ta đưa ra kết luận. Còn dự đoán mà sai, kiểm tra dự đoán thí nghiệm mà dự đoán sai thì chúng ta sẽ quay lại cái bước đưa ra dự đoán. Đấy. Đó là phương pháp thực nghiệm nha. Tiếp theo là một cái phương pháp mô hình. Đây là một phương pháp dùng trong cái dùng các mô hình để nghiên cứu, phương pháp mô hình. Là một phương pháp mà chúng ta dùng các mô hình để nghiên cứu để tìm ra cơ chế hoạt động của nó. Các loại mô hình sau đây thường dùng ở các trường phổ thông thôi, như là mô hình vật chất, đó là một các vật thu nhỏ hoặc phóng to của vật thật. Ví dụ những con vi khuẩn nó quá nhỏ thì chúng ta phải tìm ra những cái mô hình nó phóng to hơn, hoặc là những cái trái đất chúng ta nó quá to đi, chúng ta phải đưa ra mô hình thu nhỏ lại bằng quả địa cầu trong phòng thí nghiệm. Ví dụ như mô hình vật chất thu nhỏ của trái đất, của hệ mặt trời có thể coi là một mô hình vật chất. Hoặc là chúng ta mô hình phóng to của mẫu nguyên tử. Nguyên tử thì được cấu tạo những cái loại hạt nào, nguyên tử hydro như thế nào, nguyên tử nước, phân tử nước như thế nào, ta phóng to lên. Đó là mô hình. Thứ hai là phương pháp mô hình lý thuyết. Tất nhiên là có những cái dự đoán chúng ta không thể nào tiến hành bằng thực nghiệm. Hiện tại chúng ta không thể nào đủ cái phương pháp, đủ cái đồ dùng để chúng ta tiến hành thực nghiệm như phương pháp thực nghiệm, mà chúng ta phải dùng những cái công thức về toán học. Khi chúng ta nghiên cứu chuyển động của một ô tô đang chạy trên đường dài thì người ta coi ô tô phải là chất điểm. Khi nghiên cứu về ánh sáng thì người ta coi mô hình tia sáng được biểu diễn bằng các đường truyền của ánh sáng. Người ta dùng tia sáng. Chất điểm, tia sáng nêu trên là những cái mô hình lý thuyết. Chất điểm tia sáng là mô hình lý thuyết. Trong phương pháp mô hình thì có phương pháp mô hình vật chất này, mô hình lý thuyết, mô hình vật chất, mô hình vật chất, mô tả kích thước của vật. Ví dụ như là vi khuẩn, kích thước vi khuẩn nhỏ quá thì phóng đại lên. Kích thước của trái đất chúng ta to quá thì chúng ta thu nhỏ lại bằng quả địa cầu, vân vân. Thứ hai là mô hình lý thuyết. Khi mà chúng ta nghiên cứu về sự chuyển động của các vật thì chúng ta coi như những cái vật đó là chất điểm. Ví dụ nghiên cứu về sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời thì coi như trái đất là chất điểm, kích thước rất là nhỏ so với khoảng cách cũng như so với đường dài, đường vĩ đạo mà nó đi qua. Những cái này, phương pháp này mình sẽ học sau nha. Rồi mô hình toán học.
Rõ ràng các em phải dùng những cái phương trình toán học, những cái phương trình về toán học để chúng ta mô tả. À, ví dụ như là đó là những cái công thức, các phương trình hay là đồ thị, các ký hiệu của toán học dùng để mô tả các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu vật lý. Khi chúng ta nghiên cứu về đối tượng nghiên cứu vật lý, ví dụ như chúng ta có những cái phương trình, chúng ta có công thức, có đồ thị để chúng ta mô tả được cái đặc điểm của đối tượng đó. Vector thì dùng để mô tả các đại lượng vô hướng, có hướng nhé. Ví dụ như lập phải dùng vector, đồ chuyển vector, hoặc là dùng phương trình vận tốc, giãn đường và vận tốc trong thời gian, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái phương pháp mô hình chung là chúng ta dùng các bước như sau. Thứ nhất là chúng ta xác định đối tượng cần mô hình hóa. Chúng ta muốn nghiên cứu về vấn đề nào đó thì chúng ta phải xác định đối tượng cần mô hình hóa. Giờ muốn nghiên cứu về phân tử nước, nghiên cứu về sự tương tác giữa các phân tử nước, chúng ta phải mô hình hóa nó bằng những kích thước phóng đại lên của phân tử nước, đưa ra mô hình khác nhau để thử nghiệm, kiểm tra sự phù hợp của mô hình với các kết quả thực nghiệm, kết quả thí nghiệm thực tế, lý thuyết. Chúng ta phải kiểm tra nó có phù hợp với mô hình hay không. Nếu trong quá trình kiểm tra nó không phù hợp mô hình thì chúng ta quay lại, chúng ta xây dựng một cái giả thuyết hoặc là xây dựng một mô hình mới. Khi mà chúng ta kiểm tra mà nó có tính phù hợp thì chúng ta phải đưa ra kết luận. Còn nếu mà trong quá trình kiểm tra cái mô hình nó không phù hợp thì chúng ta điều chỉnh mô hình nếu cần thiết. Vậy cũng giống như trên vậy, chúng ta xác định đối tượng cần mô hình hóa. Sau đó chúng ta xây dựng cái mô hình. Xây dựng mô hình. Sau đó chúng ta kiểm tra cái sự phù hợp của mô hình thông qua cái thí nghiệm, hoặc là thông qua cái thực tế, hoặc là thông qua cái lý thuyết nào đó. Thí nghiệm, thực tế, lý thuyết. Từ đó chúng ta kết luận cái mô hình. Nếu trong quá trình kiểm tra mà thấy không phù hợp thì chúng ta phải điều chỉnh mô hình để quay lại cái bước xây dựng mô hình mới. Đó là phương pháp mô hình nha. Còn em cũng phải nhớ được sơ qua cái sơ đồ của phương pháp mô hình này. Các em cũng phải nhớ qua cái phương pháp của cái thực nghiệm, mô hình của phương pháp thực nghiệm. Chúng ta phải nhớ hết ha, sơ đồ hết. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài học này. Bài học này các em chỉ tập trung vào thứ nhất là đối tượng nghiên cứu của vật lý thôi. Mục tiêu này các em có thể đọc qua. Và vai trò của vật lý và phương pháp nghiên cứu vật lý. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Chào các em.